ngày 29 tháng 11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2023. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an, các đối tượng lợi dụng sự đi lại, thông thương tiện lợi giữa hai nước, cũng như khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Thái Lan, Lào, Campuchia về Việt Nam. Số lượng ma túy sau đó được các đối tượng đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn xuất hiện người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh, để ngụy trang, móc nối với người trong nước thành lập doanh nghiệp, công ty Bình Phong, để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ, những năm qua, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch. Trong đó có việc triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới hai nước chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi hai bên phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong việc phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống ma túy thời gian tới.